liên quan đến vụ trộm hơn 8 tỷ đồng, ngày 30 tháng 10, công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy tìm thêm một đối tượng có liên quan là đặng văn đoàn tên gọi khác là Phương, Miên, 40 tuổi, ngụ buôn bản Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Trước đó công an tỉnh Vĩnh Long đã khỏi tố bị can Hồ Đức Tiện 33 tuổi, Trần Văn Anh 35 tuổi và Trần Đức Thảo 36 tuổi cùng ngụ tỉnh Nghệ An để điều tra về tội trộm các tài sản. Như Bồ đưa tin, vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã đột nhiên nhập vào nhà của chị Quyện ở buôn bản Bình Hoàng Phước để trộm tài sản. Theo đó, cả ba đến trước nhà chị Quyện bấm chung, sau đó tiện ra ra đi phía sau nhà vô hiệu hóa camera bình yên rồi phá hai lớp khóa cửa bếp đột nhiên nhập vào trong, kế tiếp vô hiệu hóa camera trong nhà sau đó tiện vào phòng ngủ cậy hai kết sắt lấy tất cả tiền quà trị giá bước 8,5 tỷ đồng, rồi tẩu thoát lên Bình Dương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần lượt bắt được các bị can. Riêng đặng Văn đoàn đã bỏ trốn và người này ở gần nhà và từng làm thui cho gia đình nạn nhân đặc điểm nhân dạng, đặng dân đoàn cao khoảng 1,65m, dáng người mập, da đen, có nốt ruồi cách 3cm trên sau đầu mày trái, nói giọng miền Nam. Nay công an tỉnh Vĩnh Long báo cáo đến công an các địa phương trên toàn quốc biết để phối hợp truy tìm đối tượng đặng văn đoàn.